Xin chào các bạn. Xin mời các bạn xem chương trình Huyền thoại của thế giới. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào năm 1954, Thủ tướng Thái Lan ông Predi Panmunjom, lúc đó đang cư trú chính trị tại Trung Quốc, đã viết thư bằng tiếng Trung đăng trên Trung Hoa Nhật Báo ca ngợi chiến thắng của hội nghị Geneva và hy vọng Việt Nam sẽ thống nhất đất nước. Năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời ông Predi Panmunjom tới thăm Việt Nam. Trong đoàn thăm Việt Nam lần này có cả ông Supriya Panmunjom, là con trai của ông Predi. Ông Supriya đã nhiều lần kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những kỷ niệm, những tình cảm, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan. Ông cho rằng những kỷ niệm đó vẫn còn với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ quên những ngày tháng đã sống hoạt động tại khu vực Đông Bắc Thái Lan. Hồ Chí Minh đã viết di chúc nói về ngày thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc. Bản di chúc có nhiều phần, mỗi phần đề cập tới một vấn đề quan trọng. Xin mời các bạn lắng nghe một đoạn. Việt Nam là cả cuộc đời tôi. Tôi đã phục vụ đất nước, phục vụ cách mạng và hết lòng phục vụ nhân dân. Nên tôi có ra đi thì tôi cũng không có gì luyến tiếc, ngoài một điều là không được tiếp tục phục vụ đất nước được lâu hơn nữa. Đó là một trong những dòng chữ còn in đậm vào tâm khảm của người dân Việt Nam. Trong trận đánh lịch sử Điện Biên Phủ, quân đội Việt Nam đã giành chiến thắng trước quân đội viễn chinh Pháp. Việt Nam đã bắt giữ hơn 8.000 tù binh, nhưng không giết ai, mà sau đó Việt Nam đã trao trả lại toàn bộ số tù binh trên cho Pháp. Cuộc chiến này không gay go ác liệt như cuộc chiến tranh với Mỹ. Sau cuộc chiến Điện Biên Phủ, quân đội Pháp dần dần rút khỏi miền Bắc Việt Nam và trở về nước. Số phận của số tù binh này cũng đã được thảo luận tại Geneva. Hiệp định Geneva chia cắt Việt Nam làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Cầu Hiền Lương là vị trí lịch sử phản ánh thực tế chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh quản lý miền Bắc và Pháp tiếp tục đô hộ miền Nam. Hiệp định Geneva cũng quy định sau 2 năm sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
Tiến sĩ Itarut, xin chào các bạn. Sau khi chiến thắng ở Điện Biên Phủ năm 1954, Hồ Chí Minh lúc đó 64 tuổi, đã một lần nữa trở về Hà Nội, bắt tay vào xây dựng phát triển đất nước. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vì đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, cần được xây dựng và phát triển, nhưng chính phủ của Hồ Chí Minh không có đủ tài chính để kiến thiết đất nước. Hồ Chủ tịch đã kêu gọi người dân đóng góp xây dựng đất nước mà người là tấm gương cho mọi người noi theo. Người nói, công cuộc xây dựng đất nước của bất kỳ một quốc gia nào cũng phải bắt đầu từ giáo dục học tập. Nông nghiệp cũng là một vấn đề quan trọng trong công cuộc kiến thiết đất nước, nhất là đối với các nước nông nghiệp như Việt Nam. Thủy lợi và tổ chức tưới tiêu để phục vụ trồng cấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm. Phát triển các ngành công nghiệp và cơ khí, giải quyết hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn cũng được tiến hành đồng thời. Hồ Chí Minh cũng không quên giáo dục lòng yêu nước cho quần chúng bằng cách động viên mọi người treo cờ Tổ quốc trước nhà của mình. Khoảng năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhớ lại việc giúp đỡ vũ khí của cựu Thủ tướng Thái Lan Pridi Panmunjom. Người đã rơi nước mắt khi nhắc lại chuyện này. Và sau đó đã mời ông Pridi Panmunjom, lúc đó đang bị nạn chính trị ở Trung Quốc, thăm Việt Nam. Ông Pridi đã cùng đoàn xuất phát từ Nam Ninh, Trung Quốc sang thăm Việt Nam bằng máy bay. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Văn Đồng đã mở tiệc chiêu đãi tại phủ chủ tịch. Sau khi giành thắng lợi ở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, ký Hiệp định Geneva kiến thiết đất nước và chờ đợi cuộc tổng tuyển cử vào năm 1956, Pháp được Mỹ hậu thuẫn đã vi phạm Hiệp định Geneva, dựng lên chế độ bù nhìn Ngô Đình Diệm làm tay sai cho Mỹ. Ngô Đình Diệm đã lật đổ Bảo Đại, chế độ phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, và lập nên chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Trước đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định Mỹ sẽ thế chân Pháp nhảy vào Việt Nam nhằm ngăn chặn phong trào cộng sản có nguy cơ bành trướng theo hiệu ứng domino. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức đội quân chiến đấu gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, mà Mỹ gọi là Việt Cộng. Quân giải phóng có mặt ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có Việt Cộng, từ người nông dân đến kỹ sư, bác sĩ. Cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng nửa xanh nửa đỏ, giữa có sao vàng. Mục tiêu của cuộc đấu tranh là nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thank you.
การโจมตีทางอากาศของอเมริกาต่อเวียดนามเริ่มต้นที่Mỹ dùng không quân tấn công miền Bắc Việt Nam, sử dụng máy bay B-52 và các loại máy bay siêu âm xuất phát từ các căn cứ quân sự ở Philippines và Thái Lan. Tuy nhiên, quân đội Việt Nam đã bắn rơi nhiều máy bay B-52 của Mỹ. Có nhiều hình ảnh đã ghi lại được những chiếc máy bay Mỹ bị bắn cháy. Hồ Chí Minh đã chỉ thị xây dựng tuyến đường 47 vào Nam, mở đường tiến về Sài Gòn, thủ phủ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Con đường này sau đó trở thành huyền thoại, được mang tên con đường Hồ Chí Minh. Mỹ đã dùng nhiều vũ khí, phương tiện hiện đại để phá hoại con đường. Trong đó có chất độc da cam đã hủy hoại thiên nhiên và cuộc sống con người, mà giờ đây đã trở thành vết thương chiến tranh. Hồ Chí Minh cũng nhận thức được rằng cuộc chiến đấu với kẻ thù ngày càng gay go và có thể mất nhiều thời gian hơn. Người cũng có ước mơ sẽ vào thăm đồng bào miền Nam sau khi giải phóng đất nước. Ngay tại Hà Nội, người và bộ tham mưu của quân đội nhân dân Việt Nam đề ra các chiến lược sách lược cho cuộc chiến tranh. Những năm 1964-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thấy rằng người chưa thực hiện được ước muốn giải phóng miền Nam. Vì vậy, vào năm 1969, người đã viết vào di chúc nói lên ước mơ độc lập tự do và thống nhất đất nước. Trong di chúc của người có đoạn: cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Năm nay tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người xưa nay hiếm, nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt. Tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây, khi người ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ. Những ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa? Vì vậy, tôi đã để sẵn mấy lời này phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng, đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ở tuổi 79 tại Hà Nội. Đó cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, bắt tay vào sự nghiệp kiến thiết đất nước cách đó 24 năm trước. Không chỉ có nhân dân Việt Nam, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã tham dự lễ tang của người, trong đó có cựu Thủ tướng Thái Lan Pridi Panmunjom. Trọn cuộc đời bác có ngủ yên đâu, nay bác ngủ chúng con canh giấc ngủ. Người
hợp mắt cả năm châu cùng đến trên giường Bác, chúng con không thắp nên đã có chăng sao ôm ấp quanh. Bác yêu chăng như yêu một con người, trong thơ Bác chăng với hoa là bằng. Giao thừa tới từ nay đâu hai lặng sản nhà cầm khổng. Biến đau thương thành hành động cách mạng. Quân đội Việt Nam đã lấy tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau này Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã ra quyết định đổi tên Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1976. Đồng bào Sài Gòn đã đặt tên không chính thức cho thành phố này mang tên Hồ Chí Minh vào năm 1946. Như vậy nơi tôi đứng đây đã là thành phố Hồ Chí Minh từ sau cách mạng tháng 8. Việc đặt tên thành phố Hồ Chí Minh là thể hiện lòng kính trọng và tôn vinh đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้ล่วงลับครับ Sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn tiếp tục nguyện vọng đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng suốt đời của Bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi không để lại một chút gì của cải ngoài những cống hiến cho dân tộc. Đồng bào cả nước đã đặt ảnh Bác Hồ tại nơi thờ cúng tổ tiên của mình. Bác ra đi để lại lòng tiếc thương vô hạn của đồng bào cả nước và những người Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nơi đây đánh dấu những kỷ niệm chiến tranh. Khi Hồ Chủ tịch qua đời, cuộc chiến tranh trở nên khốc liệt hơn. Người dân Việt Nam luôn khao khát độc lập tự do, nên khi bắt được tù binh, bộ đội của Hồ Chí Minh thường trao trả ngay. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn là chiến tranh, đã đem lại bao đau thương, mất mát, thiệt hại. Mời các bạn tiếp tục cùng tôi đi xem những kỷ vật chiến tranh. Đây là hình ảnh xuống đường của nhân dân Việt Nam sau năm 1956. Hiệp định Geneva quy định chia cắt Việt Nam thành hai miền và lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Hiệp định Geneva quy định Pháp di chuyển vào miền Nam trong vòng 2 năm và bầu cử chủ tịch nước vào năm 1956. Lúc đó người ta không biết ai sẽ là chủ tịch nước Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian đó, Mỹ đã nhảy vào miền Nam Việt Nam và không chấp nhận tổ chức tổng tuyển cử. Mỹ lập nên Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là Ngô Đình Diệm. Từ năm 1956, nhân dân miền Nam đã xuống đường biểu tình phản đối.
Đây là hình ảnh chụp vào năm 1960, diễn ra các cuộc biểu tình đòi thống nhất đất nước. Tuy nhiên, chính quyền miền Nam không chấp nhận. Vì vậy, miền Bắc Việt Nam phải đấu tranh để thống nhất đất nước. Cuộc đấu tranh chống lại Ngô Đình Diệm và Mỹ diễn ra vô cùng ác liệt. Các bạn thân mến, cuộc chiến tranh giữa chế độ Ngô Đình Diệm Mỹ với Việt Cộng đã thực sự bắt đầu từ cuối những năm 1956 và kéo dài đến năm 1975 khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Trong thời gian này cũng đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như việc Hồ Chí Minh qua đời vào năm 1969. Những bức ảnh trên chụp vào năm 1960 qua những giai đoạn 1964 đến năm 1975. Sài Gòn gần như bị tan rã vào năm 1968. Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, ông Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch nước lên thay và tiếp tục thực hiện đường lối thống nhất đất nước của Bác Hồ. Đây là hình ảnh Bác Tôn trao cờ chiến thắng cho đơn vị bắn rơi chiếc máy bay thứ 4.000 của Mỹ. Chúng ta biết rằng quân đội Việt Nam đã bắn rơi khoảng 5.000 máy bay Mỹ. Tôi rất thích tấm ảnh này. Đây là ảnh các dân quân chở chiếc máy bay Mỹ thứ 3.000 bị bắn rơi. Các bức ảnh bắn máy bay Mỹ và ảnh máy bay rơi và các hình ảnh khác ghi lại trong 17 năm chiến tranh cho thấy chiến tranh không đem lại điều gì tốt đẹp ngoài sự mất mát to lớn. Ngày nay người Việt Nam đang học cách gác lại quá khứ và hướng tới tương lai. วันนี้ครับคนเวียดนามเขาได้เรียนรู้เขาได้ลืมอดีตเพื่อเดินหน้าต่อไปข้างหน้าCác bạn thân mến, đây là các hình ảnh phản ánh các sự kiện quan trọng trong sự nghiệp thống nhất đất nước của Việt Nam. Đây là ảnh Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân ủy Trung ương. Chúng ta thấy có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thấy có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghị quyết tấn công giải phóng miền Nam Việt Nam. Hình ảnh tiếp theo là bộ đội Việt Nam đang lái xe trên đường Hồ Chí Minh. Chiến dịch được mang tên Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh Bộ Chỉ huy Quân sự Việt Nam, Đại tướng Văn Tiến Dũng đang ngồi nghe đài khi tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tướng Eisenhower và Tổng thống Ngô Đình Diệm ngồi cùng xe. Ngô Đình Diệm là bù nhìn của Mỹ. Các bạn thân mến, đây là hình ảnh ghi lại cách vận chuyển tiếp tế của quân đội nhân dân Việt Nam từ Bắc vào Nam. Thời kỳ này chưa có tuyến đường nên phải luồn rừng lội suối, chặt cây mở đường. Sau này, tuyến đường được xây dựng để xe ô tô có thể đi lại được. Bộ đội Việt Nam đã vượt bao gian khổ hy sinh với quyết tâm thống nhất hai miền Nam Bắc. Có nhiều hình ảnh đã được chuyển đi khắp thế giới, gây nhiều ngạc nhiên và chú ý cho nhiều người. Đây là hình ảnh nữ du kích Việt Nam bắt tù binh là phi công Mỹ. Đó là nữ du kích Nguyễn Thị Kim Lai. Đây là hình ảnh quân đội Việt Nam chiến đấu trên mặt trận phía Nam. Đây là bức ảnh bộ đội Việt Nam vượt đèo lội suối, băng rừng. Đây là ảnh quân ủy Trung ương đang vạch ra kế hoạch
giải phóng miền Nam. Đây là hình ảnh sinh viên miền Nam đang thách thức quân đội Mỹ và đòi tự do dân chủ. Điều này cho thấy nhiều người dân Việt Nam không chấp nhận chính quyền Ngô Đình Diệm và Mỹ. Các bạn thân mến, đây là thư chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1968, một năm trước khi người qua đời. Trong thư người viết, năm tới sẽ tốt hơn các năm trước, cả nước thi đua đánh giặc và nhất định sẽ giành thắng lợi. Điều này cho thấy Hồ Chí Minh là một thiên tài. Đây là chiếc xe Jeep hiện vật của một sự kiện quan trọng. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, quân đội Việt Nam đã thu được chiếc xe này tại Đà Nẵng và lái chiếc xe này tới Sài Gòn. Tướng Dương Văn Minh ngồi trên chiếc xe này vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 để đi tới Đài Phát Thanh đọc tuyên bố đầu hàng. Đây là hình ảnh quân đội Việt Nam vào bắt Dương Văn Minh, Tổng thống Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Dương Văn Minh sau đó đã ngồi vào xe Jeep đi đến Đài Phát Thanh để đọc tuyên bố đầu hàng. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Các bạn thân mến, chiếc xe tăng đằng sau tôi mang số hiệu 843. Trung úy Bùi Quang Thận đã lái chiếc xe này húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó cũng là ngày quân đội nhân dân Việt Nam chiếm Dinh Độc Lập và tuyên bố đã giành thắng lợi trước quân đội Sài Gòn và Mỹ. Chiến tranh là chiến tranh. Nó đã đem lại bao đau thương mất mát, hàng triệu người dân Việt Nam đã hy sinh và thương vong. Quân đội Mỹ và Sài Gòn cũng tổn thất rất lớn. Vấn đề tù binh Mỹ không giống như trong cuộc chiến tranh chống Pháp trước đây. Việt Nam thiệt hại và mất mát như thế nào? Còn Mỹ thiệt hại ra sao? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện vọng và ước muốn của người trước khi từ trần vào ngày 2 tháng 9 năm 1969. Ước muốn về một Việt Nam thống nhất đã không thực hiện được khi người còn sống. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, và việc thống nhất Việt Nam được các thế hệ con cháu Bác Hồ tiến hành thật khó khăn gian khổ, đầy hy sinh mất mát, nhất là trong cuộc chiến đấu chống Mỹ. Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước diễn ra ác liệt như thế nào? Hy sinh mất mát ra sao? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Huyền thoại của thế giới. Xin kính chào tạm biệt.